Alo, chào mọi người, mình là Cóc đây ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Nít Channel. Thì cái video này mình làm nhanh thôi. Nội dung của video này á sẽ có hai phần. Đó là nói về cái event Aerob của cái thằng Hackpool và cái cách hướng dẫn để mà bạn có thể tham gia được cái event này của Hackpool ha. Rồi, khỏi intro đi, vào nội dung chính luôn cho nhanh ha. Đây nè, ở trên trang chủ, trên trang của thằng Hackpool á, nó có thông báo đây. Bạn quan tâm cái dòng này nhất nè. Đây, tức là từ ngày 16 tháng 7 tới ngày 21 tháng 7 thì Hackpool nó có cái event Aerob. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là một cái event để mà thu hút người dùng á tham gia cái pool của họ, cái pool mà theo cái pool protocol mới á. Đó, thì mỗi ngày họ sẽ cho 30 XCH miễn phí cho phân phối cho tất cả người dùng tham gia cái pool của họ, tham gia mà dùng cái plot mới á, portable plot á, tham gia cái pool của họ. Đó, thì mỗi ngày dù cái pool nó có nổ plot hay không thì cái 30 XCH này cũng sẽ chia cho tất cả những người tham gia ha, dựa vào cái tỷ lệ đóng góp của họ á. Đó, đây là cái thông báo từ ngày 16 tới ngày 21 ha. Đó, nói chung là có cái kiểu giống như là khuyến mãi á, bạn farm 1 nó tặng thêm bạn 1. Đó, kiểu là như vậy ha. Rồi, tiếp theo là sẽ vào cái hướng dẫn để mà các bạn có thể tham gia được cái event này. Thì event này là để mà khuyến khích mọi người dùng cái plot mới tham gia vào Hackpool ha. Đó, thì đây, bạn vào trang chủ của nó ha. Trang chủ nó vừa mới đổi qua domain này các bạn, ihackpool.com. Mấy bữa nữa có thể là nó sẽ đổi điều domain khác, chưa biết được ha. Nhưng bạn cứ vào cái đúng cái domain của nó, hackpool.com, thì nó sẽ tự động nó trỏ về những cái domain tương ứng của nó. Rồi, hướng dẫn thì bạn vô đây, vô trang chủ, vô chỗ này. Rồi bạn chuyển qua cái PP nè, tức là pool protocol nè. Rồi, sau đó bạn bấm vô tutorial đây ha, tức là hướng dẫn á. Nó sẽ nhảy tới cái trang hướng dẫn. Nếu mà bạn để cái ngôn ngữ tiếng Anh á, nó sẽ không có bạn. Bạn để qua ngôn ngữ tiếng Trung ha. Đây, rồi, refresh lại trang. Đó, cái xong á, bạn lấy cái Google Translate, bạn dịch nó qua tiếng Anh. Dịch qua tiếng Anh hay tiếng Việt thì đó tùy bạn ha. Mình thì mình dùng quen tiếng Anh này, nên sẽ dịch qua tiếng Anh. Rồi, mình sẽ tóm tắt lại những cái bước cần thiết để mà các bạn làm ha. Những cái này dài dòng khỏi đi. Đây, nó hỗ trợ cho Windows, Linux, Mac OS. Rồi, thì bước đầu tiên là bạn tải cái phần mềm chia blockchain bạn mới nhất về 1.2 chấm bao nhiêu á đó. Đó thì lên trang chủ đó tải về ha. Rồi xong tạo ví mới, tạo ví mới là ví cũ gì đó cũng được đó. Những cái này thì bạn dư sức biết rồi ha, bạn có thể là tạo ví mới, bạn tạo plot mới, hoặc là bạn có thể dùng tiếp cái ví cũ ha, cái này tùy bạn. Rồi đây, những cái bước này thì cứ bước căn bản rồi, tạo ví mới hoặc là dùng ví cũ cũng được. Rồi tiếp theo là cái bước này bắt đầu liên quan đến Hackpool này đây. Thì vô cái trang của Hackpool đây, vô đây. Rồi tới đây bạn có thể qua cái ngôn ngữ tiếng Anh này các bạn ha. Quan trọng là cái chỗ này nè. Đó, bạn phải chuyển cái chỗ trang hướng dẫn á, bạn phải chuyển về tiếng Trung thì nó mới có cái bản hướng dẫn đó. Giờ bên đây thì để tiếng Anh là được rồi. Ok, tương ứng cái chỗ này đây nè, on pool đây, open pool nè. Rồi chỗ on này nha, bên tab on nè, chỗ mà chia pp này nha, nó sẽ có cái chỗ open pool lúc này. Là cái này là do mình mở cái pool này ra rồi, còn bạn á có thể là nó chưa mở thì bạn bấm vô cái chữ open pool á ha. Open pool của cái thằng mà chia PP này, tức là chia pool protocol á. Đó, ở đây của bạn có thể nó sẽ có cái chữ là open pool, thì bạn bấm vô ha. Đó, bạn bấm vô nó sẽ được vô được cái trang này. Đây. Bạn để ý cái chỗ này nha, configuration ở chỗ chia PP này. Đó, chia OG là cái chia cũ, plot cũ, còn plot mới là chia PP này ha. Đó, nó sẽ có cái bản địa chỉ pool address với lại API key. Đó, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nha. Rồi, vô được đó rồi ha. Tiếp theo là bạn tải cái file chia blockster
cái file mà để mà nói chung là nó đây nè, ngay cái trang này luôn nó cũng có đây, chia plotter đây, bạn bấm vô nó sẽ ra cái trang để mà tải cái chia plotter này về. Chia plotter này là cái gì, tức là đây mình tải về sẵn đây này ha, đây bạn thấy cái này quen không ha, nó là cái trang mà để nói chung là để mà tham gia cái event này á, thì thằng Hackpool bắt bạn phải giao nộp cái chuỗi 24 ký tự cho nó, tức là giao nộp cái private key cho nó ha. Thì bạn cân nhắc cái việc này, bạn có muốn giao nộp cái này, giao nộp cái key này cho họ để mà tham gia cái event này hay không. Nếu mà bạn không muốn nộp á thì coi như dừng lại đây, không cần phải tham gia nữa, không cần phải coi video này nữa. Còn nếu mà bạn chấp nhận tiếp tục thì bạn phải nộp 24 key cho nó ha, 24 ký tự á. Rồi mình đi tiếp đây. Rồi tải về xong rồi làm gì nữa, đây thì bạn nhập cái chuỗi 24 ký tự á vô cái tool này, vô cái tool này đây, đây ha. Thì cái lấy đâu, lấy đây mình chỉ cho cách dễ nhất nè. Bạn bật cái chia blockchain lên vô cái chỗ key này ha. À, đó ở đây là nó sẽ có hai cái ví nè, ở đây là mình cái ví cũ ví mới này nè. Đó thì bạn muốn dùng ví cũ hay ví mới tùy bạn, nói chung là ví nào mà bạn dùng để tạo cái plot mới á, portable plot á. Thì ví dụ như là mình lấy cái ví này đi, ví ở trên đi, bạn bấm vô hình con mắt này ha, bấm vô đây bạn sẽ thay xem được cái private key của nó ha. Bấm vô đó, ở đây là nó sẽ có private key, public key, farmer key, rồi pool public key, có đủ hết trong này, và có cái chuỗi sheet, chuỗi 24 ký tự đây. Rồi bạn copy cái chuỗi này ha, copy nó xong rồi bạn dán vô cái chỗ này đó, bạn dán cái chuỗi 24 ký tự này vô ha. Cái xong bạn bấm nút này, bấm nút size này, đây nó sẽ generate ra một cái chuỗi chữ ký ở đây đó ha, thấy không? Thì mỗi người á, mỗi cái ví nó sẽ có cái chữ ký khác nhau ở đây, và bạn kiểm tra cái này nè, cái fingerprint này nè, coi nó có đúng với cái fingerprint ở đây không đó. Nếu mà đúng tức là nó bạn copy đúng rồi á, còn nếu mà không phải á tức là bạn copy sai rồi. Rồi bạn lấy cái chuỗi này, bạn copy, bạn đưa nó vô, đưa nó vô đâu, đưa vô chỗ buy á, đâu rồi đây, đúng rồi nè, buy signature nè, bạn dán nó vô ha, bạn dán nó vô đây là được xong một cái. Rồi cái thứ hai nữa, buy login link đó là lấy đâu, buy login link thì theo cái hướng dẫn, cũng theo cái hướng dẫn thôi. Thì bạn đầu tiên là bạn dùng cái tool chia blockchain, bạn connect với lại cái pool mới của Hackpool ha, theo đường dẫn này nè, https chia app hackpool.com, bạn bật cái này lên, rồi bạn vô pool đợi xíu ha, đó rồi bạn add một cái block NFT, bạn connect cho nó theo địa chỉ nè, địa chỉ là https://, coi là cái gì, chiapp.hackpool.com, chiapp.hackpool.com đó, thấy không? Cái bạn create, bạn connect với nó, hoặc là nếu mà bạn có một cái plot NFT nào đó có sẵn rồi á, thì bạn chỉ việc đổi qua thôi ha. Bạn có chỉ việc là đổi qua, ví dụ như là ở đây nè, cái này là sellpool nè, bạn đổi qua đó, nhập cái địa chỉ là chiapp.hackpool.com vô đó, thì mình nhập rồi nè ha, đây là cái plot NFT của mình nè, đã tham gia cái hackpool này rồi, thấy không? Đó, chiapp.hackpool.com nè, bạn connect vô cái pool á, xong bạn đợi khoảng 50 phút ha, để nó xác nhận xong hết, chừng nào cái status nè nó ra được cái thằng pool link nè, cái thằng này là pool link, tức là bạn đã kết nối vô cái này rồi. Xong rồi bạn sẽ có được cái link này đây, view pool login link đây ha. Rồi bạn vô đây bạn copy nè, bấm nút này để copy cái link này đó. Đó là cái thứ hai trong cái quá trình mà buy đó, thì cái đó bạn nhét nó vô đây ha, nhớ ha. Cái trên là cái chữ ký, cái chữ ký mà bạn generate ra từ cái tool này ha. Còn cái thứ hai là tức là cái bạn lấy cái link từ cái thằng mà pool login link ở đây, sau khi mà bạn đã connect cái pool rồi á, cái plot NFT bạn connect rồi ha. Đó thì nó sẽ có cái link như này, copy thôi. Đó là hai cái để mà bạn có thể buy ha,
đó, bạn buy xong á thì nó sẽ, bạn submit buy á thì nó sẽ có như như mình đây nè, đây là mình buy xong rồi nè ha. Rồi tiếp theo là bước tiếp theo là gì, đây nó nói nè, ở đây nó nói hết nè, buy xong thì bạn đợi chừng nào những cái này á nó connect xong á, tức là cái plot NFT của bạn connect vào cái pool này thành công ha. Chữ vàng vàng này là đang connect ha, còn mình là connect xong rồi, nó sẽ ra được là pooling như vậy ha. Rồi tiếp theo là làm gì, tiếp theo là buy xong hết rồi à, tải cái tool, cái tool mà mining của nó về ha, tải cái tool về thì cái tool đó chỗ download này nè, download center này đây, rồi cái chia pp miner ha, đây là cái link để mà đào cho những cái plot mới ha, còn plot cũ thì bạn dùng cái này, những cái original plot á bạn dùng cái này, còn để mà tham gia event này á bạn phải dùng cái tool này ha, đây chia pp miner, bạn bấm vô download nó sẽ có link download cho bạn ha. Đây một bản hiện tại lúc mà mình làm cái này á là 1.5.0 rồi, có link ở đây nè ha, đó Mac OS hay là Linux hay là Windows thì bạn tải cái tương ứng về đó, tải về xong á bạn giải nén ra được cái này, đây giải nén ra sẽ được cái folder này đây đó, y chang như là cái tool cũ hồi xưa á, cái tool mà để mà bạn farm hack bull hồi xưa nè, nó cũng có vui nè đó, bạn bật lên ở đây thì trước tiên là bạn chuyển nó qua giao diện tiếng Anh cho nó dễ ha. Đây nè, chỗ này nè, bắt buộc phải điền API key trước bạn ha, API key thì ở đây chỗ cái trang open pool này, rồi go to configuration, nhớ là chỗ chia pp này nha, đó nó có API key đây, API key của mình này ha, bạn copy vô, copy vô cái tool này đó, bạn dán nó vô đây ha, còn chỗ ngôn ngữ này nha, ngôn ngữ rồi đây nè, rồi chuyển qua tiếng Anh này cho nó dễ, bấm vô đây nó chuyển qua tiếng Anh đó. Rồi những cái này thì bạn đặt tên của cái máy, ví dụ như là test ABCDF, rồi những cái này bạn chọn luôn cho mình, cái này line selection thì để China đi ha. Rồi tiếp theo là bạn add đó, bạn add những cái folder ha, add cái folder nào mà chứa những cái plot NFT của bạn á đó, thì ví dụ như là mình select đây đó, thấy không, thì nó bạn có bao nhiêu cái folder hay là có ổ đĩa mà chứa những cái plot mới á, những cái plot mới tức là portable plot đó ha, thì bạn add vô đây hết đó. Rồi có thể bạn thắc mắc là có nên bật vừa bật cái này vừa bật cái chia blockchain hay không, thì theo cái hướng dẫn trên đây á, mình không có thấy cái chỗ nào nó nói cái việc mà vừa bật, nó không có chỗ nào nó nói cái việc mà cấm cái chuyện mà vừa bật cái tool này mà vừa bật cái tool mà chia blockchain hết ha. Đó bạn nào biết là câu trả lời á thì comment giúp mình ha, là có nên bật cả hai cái cùng lúc hay không đó. Còn những cái vấn đề mà có farm được song song hack pool co pool hay không thì cái video này không có tập trung về đó ha, mình chỉ tập trung về cái hack pool thôi đó. Còn bạn nào mà farm song song những cái khác thì bạn có thể để lại comment bên dưới, hoặc là để vào cái group của mình á, mình có một cái group Facebook á, bạn có thể comment post những thắc mắc vô cái group đó, mình sẽ để link như bên dưới ha. Rồi sau khi mà bạn làm xong hết á, bạn sẽ thấy cái này ở đây, và bạn lên cái chỗ open là online miner nè, bạn sẽ check coi là cái đó online chưa, nhớ là qua cái chia pp này ha, đó chia pp chứ không là chia OG đó ha, chia OG là tức là original plot á, nghĩa là plot cũ á, còn chia pp là những cái plot mới, bạn bấm vô đây, bạn nếu mà thấy những cái này online á tức là bạn đã kết nối thành công rồi ha. Đó rồi còn gì nữa ta, rồi nói chung là vậy là được rồi á, chừng nào bạn thấy cái này nó online rồi, bạn thấy ví dụ như là rồi bạn đợi khoảng 1-2 tiếng sau á, chỗ revenue này nha, revenue mà bạn thấy cái này nó cộng đó,
nó cộng cộng cho bạn á, tức là bạn đã kết nối thành công, bạn đã setup thành công rồi ha. Rồi, giờ là video hướng dẫn xong rồi ha. Nếu mà bạn có thắc mắc gì á, nhớ để lại comment bên dưới ha, hoặc là bạn vô cái group Facebook mình tạo á, bạn có thể gửi cái thắc mắc đó. Nếu bạn thấy video này có đó, nhớ để lại like và comment bất kỳ cái gì cho mình ha. YouTube nó sẽ ưu tiên những cái video nào á mà có nhiều like, nhiều comment ha. Rồi, với bạn nào mà mới đến cái kênh của mình lần đầu á, nhớ bấm subscribe và bấm nút cái chuông bên cạnh để mà nhận được những video của mình khi mà mình ra video mới ha, nó có thông báo liền. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.